Ngày 17 tháng 5, quân đội Ukraine đã ra lệnh cho các tay súng đang cố thủ tại nhà máy thép Azostan ở thành phố Mariupol được phép đầu hàng để bảo toàn mạng sống. Theo đài RT Nga, chính quyền Kiev tuyên bố các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu được giao. Theo đài RT, đợt đầu hàng đầu tiên đã hoàn thành vào ngày 16 tháng 5 khi 264 binh sĩ Ukraine rời Azostan. Hiện có 53 binh sĩ bị thương tại một bệnh viện ở Novoslov và 211 binh sĩ ở Yelenovka. Cả hai đều thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Cuộc sơ tán binh sĩ Ukraine khỏi nơi được mệnh danh là pháo đài cuối cùng ở thành phố cảng Mariupol có khả năng đánh dấu kết thúc cho trận chiến kéo dài và đậm máu nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và là một thất bại đáng kể cho phía Ukraine. Các lực lượng Ukraine dường như sẽ nhường lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng chiến lược Mariupol cho Nga sau 82 ngày bị bắn phá. Đối với người Ukraine, nhà máy thép Azovstal đã trở thành một biểu tượng của sự kháng cự khi hàng trăm binh sĩ cố thủ trong mạng lưới đường hầm dưới lòng đất và tiếp tục chiến đấu ngay cả khi toàn bộ phần còn lại của thành phố do quân đội Nga kiểm soát. Khoảng 600 tay súng được cho là đã ở bên trong nhà máy. Trung đoàn Azov trước đây có các chi nhánh cực hữu theo chủ nghĩa dân tộc, là một lực lượng dân quân được thành lập để chống lại người Nga sau sự kiện năm 2014, nhưng sau đó đã trở thành một đơn vị thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine. Trung đoàn Azov cho biết đơn vị của họ ở Mariupol, thành phố bên bờ biển Azov ở phía đông nam Ukraine đã cầm cự suốt 82 ngày qua, giúp phần còn lại của Ukraine chiến đấu và đảm bảo tiếp nhận các vũ khí cần thiết từ phương Tây. Những người lính cuối cùng bảo vệ Mariupol đã cố thủ tại Azovstan và cầm cự nhiều tuần. Ngày 16 tháng 5, vợ của một thành viên trung đoàn Azov là Natalia Zariskaya đã mô tả điều kiện bên trong nhà máy. Họ đang ở trong địa ngục, họ bị những vết thương mới mỗi ngày, họ không còn chân hoặc tay, kiệt sức, không thuốc men.